Trong chuyên mục mỗi ngày một con số hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến con số 1.500 tỷ đồng. Đây là tổng kinh phí đầu tư cho dự án trung tâm nghề cá lớn tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là trung tâm nghề cá lớn đầu tiên trên cả nước được chính phủ phê duyệt đầu tư xây dựng. Trung tâm nghề cá lớn sẽ được xây dựng tại cảng Cá Đá Bạc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, trên diện tích 40 hectare, trong đó có 15 hectare mặt đất còn lại là mặt nước. Dự án chia làm hai giai đoạn, triển khai trong 2 năm từ 2016 đến 2018. Công trình sẽ có các hạng mục như tòa nhà văn phòng, chợ đầu mối, bãi đậu xe, khu vực kho lạnh, khu lưu giữ hải sản tươi sống, khu phân loại và cảng cá có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 20.000 tấn khánh hòa là địa phương đầu tiên xây dựng trung tâm nghề cá lớn trong năm địa phương được quy hoạch xây dựng trung tâm nghề cá lớn gắn với các ngư trường trọng điểm gồm hải phòng đà nẵng khánh hòa bà rịa vũng tàu và kiên giang